Này đang ngâm cứu gì đấy? Nghiên cứu làm cái máy đuổi gà này, gà với chim sẻ. Nắng có này thì mùa màng rồi. Nắng này nghiên cứu làm mồi mà nhậu chứ. Chim sẻ gì? Nhiều lắm, đuổi cho nó đi khỏi nó phá mùa màng chứ. Cái này trên mạng người ta cũng chỉ nhiều mà. Đây, tôi thấy trên mạng họ toàn nghiên cứu bằng sức gió, gió mình thì thất thường, lúc có lúc không, chim thì nó cứ suốt ngày. Ừ thì đúng rồi, gió chỗ mình thì vào mùa hè mới nhiều, mùa này thì không nhiều gió đâu. Hay là ông chế bằng năng lượng mặt trời đi. Năng lượng mặt trời chế làm sao? Thì chế bằng motor cho nó gõ vào đây. Thế ông lấy đồ đi, tôi chỉ cho. Điện thể đây quay luôn cho anh em xem là chế một cái máy đuổi đây, chim. Motor cục này được không? Cục này không được đâu, lấy cục nhỏ nhỏ ấy. Cục này thì nó to quá. Đây có cục nữa này. Được được. Đấy, sử dụng những cái motor 6V như thế này để anh em chế một cái máy đuổi gà đuổi vịt bằng năng lượng mặt trời, nó chạy liên tục cả ngày luôn. Đó. Một tấm năng lượng mặt trời 6V nữa, lấy ra đây, đủ đồ nghề tôi chế cho. Một tấm năng lượng mặt trời 6V này và một cái motor này, một cái hộp sứa này này để anh em chế một cái máy đuổi gà đuổi chim. Đấy, chim sẻ các thứ còn ở trong vườn. Tấm này nữa thôi. Tấm này thoải mái này, cần gì? Không cần tấm to đâu nha, anh em sử dụng một tấm một nửa này cũng được. Tấm này thì nó thoải mái quá. Có nghĩa là anh em mua cái tấm này nó hết đắt tiền. Thì anh em mua cái tấm nào nó nhỏ từng này thôi này, đó nó đủ dư sức để cho cái motor này nó chạy rồi. Đây là motor 6V nhé, anh em sử dụng những motor này. Đấy. Bây giờ là các bạn cần sẽ có những cái linh kiện như thế này, một cái hộp này này, một cái motor này này và một tấm năng lượng mặt trời. Như vậy là đã đủ đồ nghề để anh em chế tạo được một cái máy đuổi gà, đuổi vịt, đuổi chim các thứ rồi. Đấy, ông bỏ trong vườn à? Trong vườn thì làm sao mà sợ mất được tấm năng lượng mặt trời đúng không? Không sợ mất nhưng mà tôi nghĩ có chạy được không đấy chứ. Chạy được thì motor nó chạy được mà. Cái này à? Đây tiện thể đây anh em mà sẽ làm theo như này, anh em mình sẽ chế tạo luôn nhé. Ông kiếm một cái thít đi, cái thít của cái motor này. Đấy, hai cái lồng đèn nữa để làm mình làm một cái bộ phần để cho nó gó vào cái thùng này cho nó kêu. Đó, anh em kiếm một cái nẹp thế này này và để gắn vào cái motor này. Motor anh em sử dụng những motor 6V mà công suất nó nhỏ nhỏ nha, không cần sử dụng công suất to đâu, để chạy những tấm pin năng lượng mặt trời nhỏ thôi. Tấm này thì quá dư thừa rồi này, anh em chỉ cần chạy cái loại tấm 5W hoặc 10W thôi, tấm nhỏ nhỏ thế này. Không được. Bên này dùng cái khác. Để làm được cái bộ phận mà nó gó vào đây cho cái hộp này nó kêu ấy thì anh em sử dụng một cái nẹp thế này. Đấy, cái nẹp này thì anh em đục một cái điểm giữa này để gắn vào motor. Ông tháo cái lồng đèn này ra cái. Đó. Còn anh em sẽ sử dụng hai cái lồng đèn này để làm cái bộ phận này. Hay là như kiểu cái này là làm cái búa gõ phải không? Đúng rồi, nó kiểu như là cái chuông xe đạp ấy, cái chuông xe đạp mà bằng cơ ấy. Thì anh em sẽ nẹp vào thế này. Đấy, dùng mà mình không nghĩ ra. Đấy, dùng dây thít để nẹp thế này nhá. Đó, dùng dây thít nẹp thế này. Đấy, buộc vào luôn cho các bạn xem luôn. Cái đấy bỏ vào motor này. Đấy. Cái này thì anh em sẽ bỏ vào motor không cần đục. Có nghĩa là anh em sẽ không cần đục cho nó chặt quá vào cái trục này đâu. Lỏng lỏng thế này nó vẫn được nhá, lỏng thế này vẫn được. Tại vì là khi mà lúc nó quay lên ấy thì nó sẽ tạo ra một cái lực ly tâm vừa khéo, không quá mạnh và không quá nhanh. Nhưng phải cái này vào đây. Nhưng mà phải chốt cái này lại này. Đấy, chốt cái này lại. Đấy. Vẫn để lỏng thế này nhá. Để lỏng thế này. Lỏng thế này sao nó quay? Lúc nào quay thì nó sẽ tạo ra một cái lực ly tâm nó vừa đủ luôn, không quá mạnh và không quá nhanh thì cái này nó gó sẽ đều hơn và nó ít hư hại cái hộp này hơn. Đó, thít ra, thít chặt vào. Đó. Xong lòng này hay không, chặt thì chặt vào luôn. Đấy. Thì cho nó chặt cứng vào. Rồi, này chặt luôn hả? Đúng rồi. Đấy, khi thít chặt vào thì anh em sẽ được như thế này này. Đó, tương tự như bên này cũng như vậy. Đấy, chế vào thế này. Đó, cái này anh em để lỏng ra nhá, để lúc nào quay thì nó sẽ tạo ra cái lực ly tâm. Cái này thì anh em cứ thít vào thì nó sẽ có một cái độ rơ nhất định này, đó. Có cái độ rơ nhất định, khi quay thì nó sẽ có độ rơ bên trái bên phải này. Đấy. Đó. Thì tí nữa thì nó sẽ quay thế này. Để ông thử bên này. Đấy. Đó. Nó sẽ tạo ra một cái lực ly tâm và nó tự văng vào đây nhá. Đó, nó sẽ tạo ra một cái tiếng kêu. Đấy, thì cũng tương tự như những cái mà gõ mõ bằng thời xưa. Cái này kiểu là còi cái chuông ấy, chuông xe đạp. Đó. Rồi bây giờ hoàn thành sản phẩm luôn đi. Kiếm một cái trục, một cái gỗ, cái gì ông đóng vào cọc gì, cọc tiếp à, hay là cọc gì? Đây, đây, có cái tiếp. Đấy, kiếm cái gì đấy thì để anh em gắn những cái bộ phận này vào. Gắn làm sao để cho nó kêu nhất có thể này. Đấy. Cái này đẹp nè.
Cái này hôm trước thiết kế làm cái gì vậy? Cái này là hôm trước thiết kế máy cắt gỏ. Đây hôm nay làm cái để đỡ tấm pin này luôn. Đấy, tấm pin thì sẽ đặt ở trên này này. Và cái chuông này thì bỏ vào chỗ này. Đó. Ông dùng cái gì để cố định? Cái này thì nên sử dụng các bạn nên sử dụng một cái gì đấy để bắt vào cái khung này luôn cũng được. Hoặc là sử dụng dây thít để buộc vào cũng được này. Đấy. Motor thì anh em sẽ gắn ở phía trên này. Đó, gắn trên này thì nó sẽ tự động gõ xuống như này. Đúng rồi, motor sẽ buộc thế này. Đó. Bây giờ là sẽ bắt con ốc vào vị trí này. Này bắt đi. Ông bắt cái ốc vào vị trí này, dùng máy khoan để bắt vào đây này. Đó. Cái này là để motor này, cái trên này là để tấm pin này. Đây, bây giờ thít cái motor vào đây đi. À, để đấu dây vào motor đó. Đấu dây vào motor. Dùng máy hàn để đấu đó. Motor thì anh em để đấu dây kiểu nào cũng được nhá, chiều nào cũng được. Cứ gắn vào cho cái motor nó quay là ok rồi. Dây đây này. Rắc vào tấm pin năng lượng mặt trời này. Đó, đấu vào đây. Không quan trọng chiều nào nhá. Nó quay chiều nào cũng ok cả. À, cố định cái motor chỗ này cho nó ok là được. Thật chặt vào nhá. Ôi, cái này phải bắt cắt bớt rồi. Cắt bớt để cho nó đỡ văng vào đây. Đấy, cố định làm sao nó chắc chắn là ok. Đỡ trong cái quá trình mà nó hoạt động ấy. Đó. Chắc không? Chắc. Đấy, thì thêm một chiều về bên này nữa này là nó chắc chắn luôn. Từ đây sang chỗ bên này này. Đấy. Cái chai này thì anh em sẽ làm sao mà nó vừa va vào chỗ này này. Đó. Làm sao mà khi mà quay nó vừa va vào đây là ok này. Chắc được đấy. Đấy, được rồi. Tầm này là ok rồi. Cái này thít lại chắc. Cái này thì các bạn có thể điều chỉnh được này. Khi nó tạo ly tâm đấy thì nó sẽ từ giãn nở ra. Đó. Rồi. Bên trên này thì chỉ cần thít một cái dây thít này là được nhá. Đấy, quá chắc chắn. Đã hoàn thiện 90% rồi. Đấy, bây giờ bắt tấm pin vào nữa là ok. Tấm pin này. Tấm pin thì anh em sẽ để thế này này. Đấy. Để thế này. Đó, như một cái đèn năng lượng mặt trời ấy. Đấy, bây giờ ông dán cái tấm pin vào đi. Đấy, thấy chưa? Đấy. Này, giữ tay để. Đấy. Tấm pin sẽ để thế nhá. Cọc này thì anh em sẽ chôn xuống đất. Cắm điện vào là chạy được rồi đấy. Thử cắm vào á. Thử. À, tấm pin này ông làm cái gì cho nó dính vào đây đi, bắt ốc các thứ đi. Để cho nó cố định vào đấy. Vậy là. Đấy, cắm vào, đưa đi ra dưới nắng này này. Đây, đi ra dưới nắng này. Đó. Đấy, sửa cái dây lại cho nó chắc chắn là ok. Đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đứng trên vai chưa? Ôm to lên đúng không? Đấy. Hơi bị điếc tai luôn đúng không? Đấy, các bạn chỉ cần cố định cái tấm pin này này. Để bắt ốc giữ cho nó cố định cái tấm pin này. Ok rồi đúng không? Sau khi cố định tấm pin rồi thì anh em mình sẽ đem ra test thử đi. Tấm pin bây giờ đã được gắn cố định rồi. Đấy, đem ra phát là chạy luôn. Đấy, tốc độ nó sẽ chạy từ từ đấy, tăng dần này. Đó. Đưa tay à? Quay 360 rồi. Đấy. Quay 360 được hết nhá. Cái này ra cắm vặt rau, ra cắm vặt rau. Nhớ cả tai luôn đúng không? Đấy. Như thế này đổ con nào mà lại được đúng không? Ok chưa? Ở ta làm gì có gió đúng không? Thế nên phải sử dụng năng lượng mặt trời. Đấy, sử dụng năng lượng mặt trời nó hơn cái là gió thì nó phải phụ thuộc vào gió này. Mà năng lượng mặt trời chỉ cần có nắng hiu hiu cái là nó đã chạy rồi. Thế là làm một vài cái nữa. Hả? Làm một vài cái nữa. Một cái thế này là được rồi. Rồi sáng quá.
một cái thế này được rồi chứ vài cái làm gì đau, nhưng mà hơi đau đầu. Mình đuổi chim mà hơi đau đầu đấy. Thì anh em thấy sáng kiến tắt kiến được nhá, hơi đau đầu xíu anh em ạ. Đấy thì anh em thấy cái phát minh này của anh em mình như thế nào thì anh em cứ comment ở bên dưới video nhá, và đừng quên là đăng ký kênh để theo dõi những cái sáng chế tiếp theo nhá. Chào anh em nhá, nhớ đăng ký kênh để xem những cái phát minh tiếp theo của anh em mình nhá.